rồi, thấy không, thấy cơ số cao nhất không, bắt đầu chia nè, làm chậm hay lẹ nè, chạy làm chậm nha. Đó. Bằng không chuẩn, rút rút ra hai, hai này chung ba, có phải là sáu chia chín ra bao nhiêu, hai phần ba tất cả mũ ít đây, hai bốn là hai mũ, hai chín là ba mũ, hai tất cả mũ ít rồi mang số hai ra ngoài, hai nghe kịp không, bằng không, quen không, giống chưa, đặt tới bằng 2 phần 3 chứ mũ ít, vậy mình sẽ có tương đương là gì, 2 trừ 5 nhân kiểu gì, tới đây là tới gì, tới bình bằng không, nhớ t của mình phải lớn không, bấm máy tính, bấm đàng hoàng nè, bấm số mấy trước, số 1 số 5 ở trừ 5 lẹ lên, 5 cộng căn 17 phần 2. 5 cộng căn 17 phần 2 tiếp. Đó dấu trừ. 5 trừ căn 17 phần 2. Đúng chưa? Ừ. Rồi cái gì đó? Cộng lại. Bấm coi này số âm hay số dương, coi bấm này số âm hay số dương. Số dương đúng không? Nhớ. Ừ, dương. Dương nè, nhận nè. Dương nhận nè. Chốt chưa? Rồi. Rồi tiếp tục nó kêu tính cái gì? Tổng hai nghiệm. Tổng đúng không? Tổng là yết cộng yết một cộng yết yết hai, thì nhớ kiến thức nè, này chính là gì, 2 phần 3 mũ yết bằng 5 cộng căn 17 phần 2, đây là 1 nè, 2 phần 3 mũ yết phần 2 bằng 5 cộng căn 5 trừ căn 17 phần 2. Phần 2 rồi tới đây tìm yết làm sao lòi ra được cái này nè, cái bước này mà bạn nghĩ ra được là bạn giỏi á, lấy hai này nhân lại coi, nhân thì lấy mũ, mũ cộng đó xong rồi đó, 2 mũ 3, 2 phần 3 mũ x 1 nhân 2 phần 3 mũ x 2 có phải bằng hai này nhân lại không, quen không, nhìn chân tử giùm em coi, đó là hàng đẳng thức a bình trừ b bình ở dưới là hai bình, chốt chưa, vậy bằng gì, nhân thì lấy mũ cộng với 2 phần 3 tất cả mũ x 1 cộng x 2 bằng này 25 trừ 17 ra 8 đúng không, 8 chia 4 được 2. Được 2 đúng không, rồi nhớ lại logic giùm em, thằng này bằng thằng này, mũ thằng này, nhớ chưa, còn tệ quá lấy logic hai thằng, logic 2 phần 3, 2 phần 3 x cộng 1 x 1 cộng x 2 bằng logic 2 phần 3 2, lấy logic hai vế đó này mang xuống ra ngoài, vậy này ra mấy, x 1 cộng x 2 nhân logic, cái này ra mấy, logic 2 3 là 1. 1 bằng logic 2 3 2. Chọn nó.